vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 6 tháng 9 năm 2022, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 và 3 của quán karaoke An Phú, tọa lạc tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Vụ cháy nghiêm trọng này đã làm 32 người chết, trong đó có 17 nam, 15 nữ, bị thương 17 người, 15 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trao đổi về nguyên nhân gây thiệt hại lớn của vụ cháy, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tâm lý hoảng loạn của các nạn nhân cũng như việc phát hiện và chữa cháy thoát nạn ban đầu còn lúng túng và việc khách hát chủ quan là những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại lớn về người. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm, khi nhận tin báo, Công an tỉnh đã huy động lực lượng sớm nhất có mặt tại hiện trường để thực hiện việc phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên ban đầu nhận tin có cháy từ nhân viên, nhiều khách vẫn chủ quan, tiếp tục đóng phòng lại hát. Khi hát, nhiều khách trong trạng thái không được tỉnh táo. Khi nhân viên quản lý gõ cửa báo cháy đề nghị đi theo lối thoát hiểm, nhưng có người không chấp hành, còn kéo tay nhân viên vào phòng đóng cửa lại. Vì vậy, suốt 24 giờ tìm kiếm, lực lượng phòng cháy chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, bởi các phòng đều đóng kín cửa, sức nóng cũng như khói bụi mịt mù từ vụ cháy. Cái vụ cháy xảy ra ở cái phòng tầng 3 mà cái nguồn nhiệt cháy rất nhanh tại cái phòng karaoke đó, cũng như là cái ý thức trách nhiệm của những người tham gia vào cái hát ở khu vực karaoke này trong việc mà chấp hành cái quy định về phòng cháy chữa cháy. Chẳng hạn như nếu như đã có nhân viên gọi và kêu gọi là khi có vụ cháy xảy ra thì mọi người đều phải chạy theo cái lối thoát hiểm, nhưng một số người vẫn cố tình đóng cửa phòng tiếp tục hát. Đây vào đó là có cái thông tin từ những người mà nhân viên cho biết là như vậy. Thế chính là khi mà lực lượng công an đến để mà tập trung chữa cháy, để mà mở cửa ở các cái phòng, thì lúc đó hầu hết là các phòng đã chốt hết cửa phía trong, nguồn nhiệt rất lớn không thể tiếp cận được, mặc dù đã có mặc phòng hộ, mặt nạ, rồi là những cái bảo hộ gọi là hiện đại nhất để mà tiếp cận, nhưng mà nguồn lửa cháy nhanh, khói đen kịt. Thế do vậy là cái việc cấp cứu đối với những nạn nhân là gặp hết sức khó khăn. Thì một số những người mà đã thoát theo lối hiểm của nhân viên trong cái cơ sở karaoke hướng dẫn chạy xuống tầng trệt theo cái lối thoát hiểm đường bộ, hoặc là chạy ngược lên trên sân thượng, thì là hầu hết đã được lực lượng công an và những người xung quanh đó là cứu nạn và cứu hộ kịp thời. Là người trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, đây là vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trong phạm vi nhỏ. Dù chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt hại lớn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Bản thân ông cũng như rất nhiều người đã đặt câu hỏi, tại sao vụ cháy dập sớm mà nạn nhân vẫn còn mắc kẹt và số người thiệt hại lớn. Thế nhưng, nếu có mặt ở hiện trường mới thấy công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, mặc dù được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, mặt nạ, nhưng không thể tiếp cận lâu vì nhiệt độ quá cao. Mặc dù chữa cháy nhanh nhưng mà khắc phục cứu nạn cũng rất là khó khăn. Hồi nãy có một hai câu hỏi nên nói tại sao, và ngày qua cũng hỏi tại sao mà cả ngày mà chúng ta không vào được. Các anh không đi tới đó mà anh không biết đâu. Anh em mình mà mặc đồ bảo hộ, mang bình oxy mà cứ nhào vô, nóng quá phải nhào ra 5 phút phải thay ca, 5 phút thay ca mà không vô được, tiếp cận tới cái cửa phòng. Cái khó khăn tới cỡ vậy. Bằng cách là không đi được trong được, bằng cách đục tường bên ngoài vô. Nó rất là khó khăn. Trong cái phạm vi hẹp, diện tích nhỏ, chúng ta cứu rất là nhanh, chúng đến rất là kịp thời. Từ 3 tới 5 phút là lực lượng phòng cháy mình đã tới rồi, mới cứu được mấy người trên mấy nhà. Chứ không tới thì mấy người mà trên mấy nhà cũng không cứu được luôn. Chính vì vậy thì đây là một sự việc rất là đau lòng, thì tôi cũng lãnh đạo tỉnh thì cũng xin chia buồn với gia đình các nạn nhân. Sắp tới thì tỉnh tập trung những cái việc này. Thứ nhất là thực hiện thăm hỏi động viên một cách chu đáo nhất cho những gia đình những người bị nạn. Và xác định nhanh chính xác cái danh tính cho người bị nạn. Đây cũng là việc khó khăn, 17 người đã xác định được thì dễ rồi. Còn 13 người là phải xác định ADN thì cũng phải có thời gian, chứ không phải ngày bữa. Và những cái việc tiếp theo là cũng phải thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy mà vừa ban hành mới đây. Chúng ta đều sẽ nhìn thấy được những cái nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, và chúng ta sẽ có biện pháp khắc phục. Nó sẽ tốt hơn trong thời gian tới.